Xin chào các bạn đã tới với kênh Ngôn Tình Đêm Sau đây sẽ là tập tiếp theo của chuyện Ông bố bỉm sữa siêu cấp Trên kênh sẽ được đổi tên thành Thiếu gia thừa kế Trong khung giờ phát sóng thường ngày trên kênh sẽ tiếp tục phát các tập tiếp theo Các bạn nhớ đăng ký và ấn vào hình quả chuông Để nhận thông báo chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp chuyện Ông bố bỉm sữa siêu cấp Diễn đọc Mai Phương người vác phồn định lại. Công nghệ khoa học kỹ thuật tân tiến không ngừng được phân phối đến các thành phố lớn của Tân Quốc, làm cho sự phát triển ở các thành phố khác chỉ có người vác cũng tăng tốc nhanh chóng. Cũng giải quyết được hiện tượng người vác không ngừng tràn vào Tân Đô. Trong khi Tân Quốc đang phát triển hùng mạnh, Lục Trần lại gặp một chuyện khiến anh phiền lòng. Anh vẫn chưa cho Trần Sơn Nhiên cơ hội, nhưng anh không ngờ Trần Sơn Nhiên lại cố chấp đến vậy, dù là anh hay Trần Quang Hưng sắp xếp nhiều cuộc hẹn cho cô. Nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu. Lúc trước khi còn ở trên Hy vọng, mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng anh không hề khuyên bảo Trần Sơ Nhiên. Nhưng hiện tại nhân loại đã tìm được tinh cầu yên ổn sinh sống, cũng đã thành lập nước mới, cô gái tận tâm theo anh mười mấy năm này, cũng đã đến lúc lập gia đình rồi. Nhưng lúc này anh ngồi đối mặt với Trần Sơ Nhiên mà không biết phải nói gì. Anh đột nhiên cảm thấy cho dù mình có nói gì đi chăng nữa, thì đó cũng là tổn thương vô cùng lớn đối với Trần Sơ Nhiên. Sơ Nhiên Cô cứ gì phải như vậy." Lục Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Sơ Nhiên, không biết nên tiếp tục như thế nào. "Không cần phải lo cho tôi, tôi cảm thấy tôi như bây giờ rất tốt." Trần Sơ Nhiên cười, cũng không phản đối Lục Trần nắm tay cô. Đột nhiên, Lục Trần quay lại, nhìn thấy Lâm Di Quân đang nhìn hai người cách đó không xa. Lâm Di Quân không nói gì thêm, xoay người rời đi. Trần Sơ Nhiên cũng nhìn thấy Lâm Di Quân, vội vàng rút tay lại từ trong tay Lục Trần để tôi giải thích với chị Di Quân. Trần Sư Nhiên hơi bối rối nói. Không cần, tôi sẽ nói với cô ấy. Lục Trần lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng. Như vậy làm sao được? Nếu chị Di Quân làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh. Trần Sư Nhiên cao mày nói. Không sao, cô ấy sẽ không làm thế đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Lục Trần vẫn lắc đầu, vừa định đuổi theo Lâm Di Quân thì đã thấy màn hình ba chiều nhấp nháy là đinh đại thanh gửi cho anh một tin nhắn anh chỉ mới nhìn lướt qua tin nhắn sắc mặt đột nhiên thay đổi sau đó liền đổi ý không phải anh định đuổi theo chị di quân hả anh đến viện hàn lâm khoa học làm gì nhìn thấy lục trần đi theo hướng khác trần sơ nhiên khó hiểu hỏi còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết giọng điệu của lục trần có chút nghiêm trọng trần sơ nhiên nhíu mày tự mình đuổi theo lâm di quân chị di quân đợi đã Trần Sơ Nhiên nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Di Quân. Lâm Di Quân quay đầu lại nhìn Trần Sơ Nhiên, nhưng không có biểu hiện tức giận gì hết. Ngược lại, sắc mặt cô ấy bình tĩnh, nở nụ cười mỉm nhàn nhạt với Trần Sơ Nhiên. Nhưng cô ấy càng như vậy, trong lòng Trần Sơ Nhiên càng hoảng sợ. "Chị Di Quân, Lục Trần và tôi không phải như chị nghĩ, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm." Trần Sơ Nhiên vội vàng giải thích. Lâm Di Quân lắc đầu, cười nói, "Tôi biết." khi biết nụ cười của lâm di quân không phải là giả trong lòng trần sơ nhiên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm cô sợ lâm di quân sẽ hiểu lầm rồi làm lớn chuyện lên cô thì không sao cả bao nhiêu năm một mực ở bên cạnh lục trần cũng chưa nói đến chuyện kết hôn cô biết trừ gia đình của mình ra thì những người khác đều nghi ngờ cô và lục trần có chuyện bất chính từ lâu cô đã quen với sự hiểu lầm này bây giờ lục trần là lãnh đạo cao nhất của tân quốc nếu thanh danh bị tổn hại nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trong nhân dân vậy nên trần sơ nhiên không thể không giải thích rõ ràng với lâm di quân đúng rồi lục trần vốn định đuổi theo chị nhưng vừa rồi anh ấy đột nhiên nhận được tin nhắn liền đi tới viện hàn lâm khoa học rồi tôi thấy sắc mặt của anh ấy có chút không ổn có lẽ có chuyện gấp cần giải quyết trần sơ nhiên lại thay lục trần giải thích sơ nhiên cô có nhận ra thật ra cô vẫn luôn rất quan tâm đến anh ấy không lâm di quân đột nhiên cười nói hà trần sơ nhiên hơi bối rối không rõ ý của lâm di quân cô không cần phải áp lực thực ra mọi người đều có thể nhìn ra trước khi rời khỏi trái đất trong lòng cô vẫn chỉ có lục trần đúng không trần sơ nhiên muốn phủ nhận nhưng không biết vì sao cô lặng lẽ gật đầu khi hình bóng khiến cho bạn động lòng đi sâu vào trái tim bạn khi bạn nhận ra anh ấy ngày càng ưu tú mà bạn lại muốn quên hẳn anh ấy thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Đây cũng là lý do tại sao cô không nói về chuyện hôn nhân trong hơn 10 năm. Sơ nhiên, qua bao nhiêu năm như vậy, cũng khổ cho cô, quay lại, tôi sẽ thuyết phục Lục Trần, để anh ấy cho cô một danh phận. Lâm Di Quân thấy xung quanh không có ai, đột nhiên nói. Hả? Đầu óc Trần Sơ Nhiên run lên, sững sờ nhìn Lâm Di Quân, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Cô nghĩ rằng Lâm Di Quân đang thử cô. Nhưng cô lại nhận ra nụ cười trên mặt Lâm Di Quân vẫn thuần khiết như vậy, không mang theo chút tạp chất nào. "Chị Di Quân, tôi, giữa tôi và Lục Trần thật sự không có gì, chuyện hôm nay thật sự là hiểu lầm mà." Trần Sơ Nhiên lắc đầu nói. Lâm Di Quân lại nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ, "Sơ Nhiên, nói thật với cô, tôi không thể sinh con được nữa." Giọng cô có chút chua xót, khi nghĩ đến những gì mẹ cô đã nói trước đây, cô chợt cảm thấy rất có lý. Đại đa số người Hoa Hạ có quan niệm truyền thống là sinh con trai để nối dõi tông đường. Cô đã ở với Lục Trần nhiều năm như vậy nhưng chỉ có một cô con gái, mặc dù Lục Trần không nói gì, nhưng cô biết người nhà Lục Trần chắc chắn sẽ hy vọng bọn họ có thêm một bé trai. Nhưng mà cho dù là ở trái đất hay lúc này ở Proxima Centauri b, họ Lục đều là hậu duệ của quý tộc và vô cùng giàu có, làm sao họ có thể bị đứt đoạn ở thế hệ Lục Trần chứ? Thực ra trong khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ rõ ràng thuyết phục lục trần tiếp tục kết hôn nối dõi tông đường nhà họ lục hơn nữa chuyện của trần sơ nhiên cô vẫn luôn theo dõi thành thật mà nói bao nhiêu năm như vậy trần sơ nhiên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với lục trần cô cảm thấy chủ yếu không phải là lục trần có lăng nhăng hay không mà là trần sơ nhiên rất biết đúng mực đối với trần sơ nhiên ngoài thiện cảm ra cô còn có chút bội phục chỉ có thể sinh con bằng ống nghiệm mà Bây giờ khoa học công nghệ của chúng ta rất phát triển, tỷ lệ thành công gần như là 100%. Trần Sơ Nhiên nói. Lục Trần và Lâm Di Quân đã nhiều năm không có con thứ hai, ai cũng đoán được nguyên nhân, cho nên Trần Sơ Nhiên cũng không lấy làm kinh ngạc. Tôi không muốn làm thế. Lâm Di Quân lắc đầu, nghiêm túc nói, cô ở bên bưng trà rót nước cho Lục Trần nhiều năm như vậy, cô cũng nên được báo đáp xứng đáng. Cô yên tâm, tôi sẽ thương lượng chuyện này với bố của cô để ông ấy gây chút áp lực lên Lục Trần. "Chị Di Quân, chúng tôi thật sự không có gì cả." Trần Sơ Nhiên lo lắng, nhưng Lâm Di Quân không cho cô cơ hội phản bác, lại tiếp tục nói. Lúc này, Lục Trần đến Viện Hàn Lâm Khoa học, chỉ thấy nhóm người Đinh Đại Thành đang vây quanh bên một màn hình lớn phân tích dữ liệu hình ảnh. "Nguyên thủ, nguyên thủ." Các nhà khoa học thấy Lục Trần thì lần lượt chào hỏi. Lục Trần gật đầu với họ, liền đi tới nhóm các nhà khoa học của Đinh Đại Thành nhóm các nhà khoa học này, theo thứ tự là tổ trưởng của các ngành khoa học kỹ thuật lớn. Ngay cả tổ trưởng Bộ Khoa học Quân sự cũng đến, là một nhà khoa học mang quân hàm thiếu tướng. Tình hình thế nào? Lục Trần bước tới hỏi. Nguyên thủ, chúng tôi đã phát hiện, phát hiện. Người nói chuyện là nhà khoa học quân sự, Lục Trần còn chưa tới gần, anh ta đã lớn tiếng nói. Nhưng mà Lục Trần lập tức chào hỏi, đồng thời chặn lại lời tiếp theo của anh ta. Đồng thời yêu cầu đại thành cho người chung quanh rời đi hết trước. Anh có linh cảm xấu rằng đây là một chuyện lớn và chuyện lớn này không thể để quá nhiều người biết. Làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Đừng hoảng sợ, nhỏ giọng chút nói cho tôi biết, các anh chẳng lẽ đã quên chính sách bảo mật rồi sao? Lúc này sắc mặt vị thiếu tướng trắng bệch dọa người, anh ta gần như lẩm bẩm nói, một mảnh vỡ của sao nơ Nơlông đột nhiên xuất hiện bên ngoài thiên hà, chỉ 3 năm nữa nó sẽ va vào bên trong hằng tinh. Theo kết quả tính toán của máy tính trung tâm, nó sẽ trực tiếp va vào hẳng tinh. Đến lúc đó, toàn bộ nửa chầm sao Nhân Mã hệ Proxima Centauri sẽ bị phá hủy. Mảnh vỡ sao neutron đây là một danh từ xa lạ với tất cả con người, nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức về khoa học thì đều biết sao neutron là gì và cũng biết sự khủng khiếp của sao neutron. Tuy là nó chỉ to bằng một cái nắm tay, nhưng chỉ cần nó đâm vào hệ hành tinh này thì cả hệ hành tinh sẽ bị tiêu diệt đây là một sát tinh khủng bố chỉ xếp sau hố đen trong trước mắt tất cả mọi người bao gồm cả lục trần sắc mặt đều trắng bệnh. lúc ở trên tàu hy vọng các nhà thiên văn học đã tập trung nghiên cứu về nguyên lý tồn tại và cách ứng phó với mảnh vỡ của sao neutron bọn họ ít nhất có tới mấy trăm người nhưng kết quả nghiên cứu được thì lại cực kỳ ít nói gì thì nói bản thân sao neutron vốn là một sự tồn tại mà con người trước giờ chưa từng biết tới đây cũng chỉ là phỏng đoán dựa trên lý luận mà thôi cái gọi là sao neutron là một thiên thể sao có khối lượng lớn hơn rất rất nhiều so với mặt trời. Sau khi các chất nguyên tố nhẹ như hydro bên trong nó được tổng hợp hoàn toàn, hình thành nên các chất nguyên tố nặng như carbon hay kim loại, những chất nguyên tố nặng này có khối lượng quá nhiều và quá lớn. Tổng khối lượng của nó vượt xa trái đất không biết bao nhiêu lần. Nó sụp đổ do bị tác dụng bởi chính lực hút của nó, nguyên tử sụp đổ hoàn toàn trở thành các hạt nhân nguyên tử lớn nhỏ mỗi một hạt vật chất to bằng hạt vừng thôi nhưng phải dùng số lượng hàng vạn hàng vạn tấn để đo đếm. Mức độ sụp đổ đó vẫn chưa bằng mức độ khoa trương như hố đen là tự bản thân nó sụp đổ vào bên trong và xác của những hành tinh đó được gọi là sao neutron. Sao neutron chính là một loại vật chất có mật độ lớn không thể tưởng tượng nổi. Trong toàn vũ trụ, ngoài những vật chất có thể tồn tại cũng có thể không tồn tại bên trong hố đen ra, thì đơn vị vật chất có khối lượng lớn nhất chính là sao neutron. Hơn nữa độ cứng của nó cũng khó mà tưởng tượng được. Đem so sánh nó với kim cương, thì chẳng khác nào đem so sánh hợp kim với không khí, hoàn toàn không cũng một đẳng cấp. Một loại vật chất mà cả vũ trụ đã biết là có khối lượng mật độ lớn nhất, độ cứng cũng lớn nhất, mà lại xuất hiện một mảnh vỡ nhỏ như thế này sao? Sao có thể chứ? Mặc dù là các nhà khoa học đã dùng mọi cách để tính toán kích thước và trọng lượng của nó, cũng xác nhận vật chất này chỉ có thể là sao nơ trong truyền thuyết, nhưng sao có thể chứ? tạm thời chưa nói đến chuyện liệu có phải có công nghệ gì có thể cắt nhỏ sao neutron. Chỉ nói về mặt kiến thức khoa học thôi, sao neutron sở dĩ gọi là sao neutron là bởi vì khối lượng cực đại của nó đã tạo ra sức nén phá vỡ các nguyên tử bên trong nó. Một nguyên tử bị phá vỡ thành các hạt nhân nguyên tử, giữa nguyên tử và nguyên tử không tồn tại bất cứ khe hở nào, một mật độ tuyệt đối. Nếu như một sao nơ trông bị vỡ, lấy ra một mảnh vỡ nhỏ bên trong, kết quả là vào cái giây phút lấy nó ra mảnh vỡ của sao nơ lông này sẽ lập tức bị to ra. Bởi vì bên trong nguyên tử có sự tác động lực qua lại, không những có lực hút, mà còn có lực đẩy, hơn nữa lúc ở gần nguyên tử, lực đẩy càng chiếm một lượng tuyệt đối. Ví dụ rõ nhất là, một thanh nam châm cùng dấu, càng lại gần nhau, thì lực đẩy giữa hai thanh càng mạnh. Muốn ép hai thanh đó chạm vào với nhau, bắt buộc phải có một lực cực lớn tác động từ bên ngoài vào mới được mà mảnh vỡ của sao neutron một khi đã rời khỏi lực hút mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được của bản thân sao neutron thì vật chất đó trong chớp mắt sẽ nở ra, không thể quay trở lại hình thái ban đầu là sao neutron nữa. Nói cách khác, sự tồn tại của mảnh vỡ sao neutron đã trực tiếp thách thức hai khái niệm mang tính thường thức liên quan đến khoa học của nhân loại, một là sao neutron đã bị cắt ra bằng cách nào, nổ hạt nhân, tia laser, đừng có đùa hai là mảnh vỡ của sao neutron làm cách nào để bảo toàn được hình thái của sao neutron các nguyên tử bị đè nén bên trong không bị khôi phục lại kích thước ban đầu keo dán keo dán ngoài hành tinh đây là những thắc mắc và nghi ngờ hiện tại của giới khoa học về mảnh vỡ của sao neutron tương tự với công nghệ kỹ thuật của nhân loại bây giờ bất luận là công nghệ kỹ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ ba hay là lần thứ tư thì việc va phải mảnh vỡ của sao neutron như thế này đều hoàn toàn không có lời giải thích phải hoàn toàn không không thể giải thích được. Con người không có cách nào để ngăn cản mảnh vỡ của sao nước lông va vào các hành tinh. Sau khi Lục Trần nghe Đinh Đại Thành và các tổ trưởng tổ khoa học báo cáo, mặc liền biến sắc. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là, bọn họ vừa mới đánh bại được Proxima Centauri, vừa mới chiếm lĩnh nơi đây. Vừa mới chinh phục được người Gwaf, trở thành người thống trị Proxima Centauri. Sau đó trong vòng 3 năm, bọn họ lại bắt buộc phải rời khỏi đây rơi vào hành trình cô độc trong vũ trụ. Giây phút này, mọi người giống như là gặp ma vậy, trong mắt họ chỉ có nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Ngây ra một hồi lâu, đinh đại thành đột nhiên lên tiếng, tiên sư nó đúng là gặp ma thật rồi. Sao có thể như vậy chứ? Mẹ kiếp, sao nhân loại chúng ta lại xui xẻo vậy chứ? Mọi người cũng ánh lên vẻ đau buồn. Con người đã trải qua một hành trình cô độc suốt 10 năm qua, trải qua mấy lần đại chiến tuyệt vọng, cuối cùng đã ổn định lại giờ lại phải tháo chạy trong vũ trụ như một con chó. Ai can tâm chứ? Lục Trần lại trầm tư suy nghĩ. Việc này thật quá kỳ lạ. Mười năm trước trên trái đất, anh nghi ngờ không biết có phải có thế lực đen tối nào đó tồn tại, đang dẫn dắt nhân loại, đang chèn ép nhân loại. Không để cho nhân loại dừng chân phát triển trên trái đất. Việc này giống như đánh quái vật tăng cấp vậy. Bạn cứ đứng mãi ở một chỗ, thì kinh nghiệm thu thập được sẽ ít một cách thê thảm. Hơn nữa điều này đã thực sự được chứng minh. Sau khi con người bị ép rời khỏi trái đất, đầu tiên là trải qua nguy hiểm ở sao Hỏa, thì thu được nguồn nguyên liệu bổ sung ở vệ tinh Titan, giúp cho khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển nhảy vọt. Sau đó ở bên rìa hệ mặt trời, gặp phải khoa học kỹ thuật của Lam tộc ngoài hành tinh. Một phát đã khiến cho khoa học kỹ thuật của nhân loại bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiến vào nền văn minh cấp 2. Hai năm nay ở hành tinh Proxima Centauri mặc dù không có kẻ địch, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật của con người lại dậm chân tại chỗ. Nhiều kỹ thuật đều bị thắt nút cổ trai, không thể nào đột phá được. Rồi bây giờ, bọn họ lại gặp phải tin xấu mảnh vỡ của sao nơ rông sắp hủy diệt hàng tinh này. Đây thực sự là trùng hợp sao? Lục Trần dai nhẹ huyệt thái dương, trong lòng vẫn hoài nghi sự trùng hợp này. Bởi vì như vậy thì đậu má thật là quá trùng hợp. Đám người đinh đại thành cố nén lại sự đau thương trong lòng. Một người ngồi phịt xuống sofa than thở rồi lấy chai lão bạch can ra uống ở ngực như uống nước vậy. Trong lòng Lục Trần cũng đau khổ đến tột cùng, nhưng anh lý trí hơn đám người Đinh Đại Thành nhiều. Anh nói, việc này đừng để lộ ra ngoài. Số người biết càng ít càng tốt. Trong 3 năm tới chúng ta bắt buộc phải tận dụng để quan sát thật kỹ xem có thật hay không. Còn nữa, chúng ta cũng phải lợi dụng 3 năm này, toàn lực thu thập vật tư, nguồn năng lượng, nguyên liệu năm. Năm mọi người đều gật đầu, lời của Lục Trần bọn họ đều tin thực sự là không thể để quá nhiều người biết được. Nếu không có thể sẽ xảy ra bạo loạn. Những người khác tiếp tục quan sát, Đinh Đại Thành đi với tôi đến phòng họp. Lục Trần nói rồi liền đứng dậy. Sau đó thông báo cho Trần Sơ Nhiên, bảo cô thông báo với các lãnh đạo cấp cao mở cuộc họp. Cuộc họp khẩn cấp. Hôm nay mời mọi người đến cuộc họp khẩn cấp thế này chắc trong lòng mọi người có rất nhiều thắc mắc. Ở đây tôi không vòng vo nữa, tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người một tin xấu chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trên hành tinh này thêm 2 năm rưỡi nữa. Trong phòng họp, nhìn những lãnh đạo cấp cao vừa vội vàng đến, Lục Trần lấy làm tiếc nuối thông báo. Cho đến giai đoạn hiện tại con người vẫn chưa thể ngăn chặn được mảnh vỡ của sao nước rông. Cho nên anh đã phải chấp nhận cái hiện thực này. Tại sao? Chúng ta vừa mới dựng nước chưa được bao lâu. Chúng ta cũng đã chinh phục được hành tinh này, cũng đã thích ứng được với hành tinh này rồi. Tại sao chúng ta lại phải vội vàng rời đi như vậy? vua quang chính ngờ vực nhìn lục trần ông ta thật sự không hiểu những lời nói của lục trần có ý gì có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với ông ta lúc này cũng chẳng có mấy người hiểu được ý của lục trần trong hai năm nay nhân loại sống rất tốt trên hành tinh mới này rất nhiều người đã lên những kế hoạch lâu dài lục trần lại đột nhiên nói với họ nhân loại nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trên hành tinh này thêm hai năm rưỡi nữa điều này nhất thời làm sao họ có thể chấp nhận được đây cũng là nguyên nhân mà Lục Trần không cho phép các nhà khoa học tiết lộ tin tức này ra bên ngoài. Những lãnh đạo cấp cao còn không giữ được bình tĩnh như vậy, thì nói gì đến những dân chúng bình thường kia. Đinh Đại Thành, anh nói cho mọi người biết sự thật đi. Đối mặt với sự chất vấn nghi ngờ của mọi người, Lục Trần nhìn viện trưởng viện nghiên cứu khoa học nhân loại, nhà khoa học hàng đầu Đinh Đại Thành. Đinh Đại Thành hắng giọng một cái, rồi đứng lên nói: "Chuyện là như vậy, Chúng tôi vừa phát hiện ra một mảnh vỡ của sao neutron đang bay về phía hành tinh này với tốc độ rất nhanh. Nhiều nhất là trong 3 năm nữa sẽ đâm vào hành tinh này. Thiết nghĩ thì tất cả mọi người ngồi ở đây đều đã biết sao neutron là tinh thể như thế nào rồi, tôi không giải thích nhiều nữa. Dù sao thì khi mảnh vỡ của sao neutron va vào hành tinh này, cả hành tinh sẽ bị nó hủy diệt trong chốc lát. Chuyện này, chuyện này sao có thể chứ? Mọi người nghe xong, trong lòng đều thất kinh. Bọn họ là những lãnh đạo cấp cao của các bộ phận, ít nhiều cũng có chút hiểu biết về kiến thức thiên văn, đương nhiên hiểu sự khủng bố của sao neutron. Tất nhiên cũng đã hiểu ra ý nghĩa của những lời nói trước đó của Lục Trần. Nếu như những gì đinh đại thành nói là thật, vậy thì nhân loại quả thực chỉ có thể từ bỏ Proxima Centauri b để tìm kiếm một trái đất mới thôi. Nếu không cứ ở lại hành tinh này thì cuối cùng cũng sẽ vô tình bị hủy diệt cùng. Cả viện nghiên cứu khoa học của tôi cũng không dám tin vào điều này nhưng chúng tôi đã thực hiện vô số lần kiểm tra, cuối cùng cũng phải xác định điều này là thật. Đinh Đại Thanh nói, vậy thì các anh làm thế nào mà phát hiện ra được mảnh vỡ sao nơ lông vậy? Có người hỏi, Đinh Đại Thanh nhìn người vừa đưa ra câu hỏi rồi nói tiếp, lúc đó chúng tôi đang kiểm tra hệ thống, kết quả kiểm tra phát hiện ra một số liệu trọng lượng vô cùng kỳ dị. Những số liệu này đều cho thấy có một tinh thể có khối lượng vô cùng lớn xuất hiện bên ngoài hàng tinh sau đó đang bay với tốc độ rất nhanh về phía hàng tinh này của chúng ta lúc đó trong lòng tôi đã mơ hồ có một dự cảm không lành sau khi trải qua tính đoán đơn giản thì đã xác nhận được trọng lượng của tinh thể này thậm chí còn đạt tới một phần một nghìn của một hành tinh hơn nữa tốc độ bay của nó dường như còn ngày càng tăng lên mặc dù biên độ gia tăng rất thấp nhưng với tốc độ tiếp tục tăng như thế này thì thông qua những số liệu tính toán được từ máy tính trung tâm sau 3 năm khi nó vào được bên trong hệ hàng tinh thì trọng lượng lúc đó sẽ tăng lên bằng khoảng 1 phần 10 hệ hàng tinh. Như vậy thì, đây là số liệu về mảnh vỡ sao neutron là kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học chúng tôi trong mấy năm nay. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm lắng. Mọi người đều rất tin phục với các dự án nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học do Đinh Đại Thành đứng đầu. Mấy năm nay nhân loại có thể phát triển ngày càng lớn mạnh như vậy chủ yếu cũng là nhờ vào các nhà nghiên cứu khoa học nhân loại này đã đạt được những đột phá quan trọng trong các nghiên cứu trên các lĩnh vực. Cho nên bọn họ đều không nghi ngờ lý do đưa ra của Viện Nghiên cứu Khoa học. Trong nháy mắt, sắc mặt của các lãnh đạo cấp cao đều trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí trong ánh mắt vài người còn hiện lên vẻ bi vẫn không cam lòng. Chuyện này, Lục Trần vừa mở miệng nói được hai chữ nhưng sự chua sót cay đắng đã lập tức khiến anh không thể nói tiếp. Anh không chịu được mà tức giận mở nắp chai rượu lão bạch can ra uống một ngụm to. Thứ chất lỏng lạnh lẽo đó sau khi đi vào cổ họng lập tức có cảm giác cháy bỏng như dao cắt. Có gì đó giống với tâm trạng của anh lúc này. Nói thật lòng, trong lòng anh cũng cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi thậm chí anh còn có ý muốn giết người. Chuyện này mọi người không được để lộ ra ngoài. Mọi người nhất định phải thực hiện chấp hành tốt điều lệ bảo mật. Ngoài ra điều lệ bảo mật liên quan đến chuyện này tạm thời sẽ được chuyển sang cấp độ S. Lục Trần đặt chai rượu xuống, nghĩ một lát rồi nói. Mọi người kinh ngạc. Bảo mật cấp độ S chính là tương đương với cấp độ bảo mật mật mã bom hydro và địa điểm cất giữ nó rồi. Nếu như tùy ý để lộ ra ngoài, thì tòa án quân sự có thể trực tiếp xử bắn. Bọn họ lập tức liên tục trả tới tuân lệnh. Không còn cách nào khác, Lục Trần Vốn Dĩ cũng không muốn để những lãnh đạo cấp cao biết được chuyện này. Nhưng nếu không để cho bọn họ biết thì rất nhiều mệnh lệnh tiếp theo sẽ không biết giải thích thế nào. Hơn nữa, 170.000 con người vẫn phải dựa vào sự lãnh đạo điều hành của tầng lớp lãnh đạo cấp cao này. Lục Trần hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục nói, chuyện này vẫn cần xác nhận thêm một bước nữa, không thể chỉ dựa vào dụng cụ thiết bị khoa học để quyết định vận mệnh của chúng ta lần này. Lần này chúng ta cần một chứng cứ chính xác nhất tôi dự định sẽ phái một chiếc tàu có vét đích thân đi giám sát mảnh vỡ sao nước công đó việc này việc này liệu có nguy hiểm quá không có người hỏi đúng thế hơn nữa chúng ta còn cần chứng cứ gì nữa chúng tôi đều tin vào viện khoa học hơn nữa trọng lượng với sức hút lớn như vậy vẫn chưa đủ làm chứng cứ hay sao mọi người đều tỏ ra ngờ vực tàu có vét là bản thu nhỏ của tàu hy vọng giá thành chế tạo vô cùng đắt đỏ bọn họ đều cảm thấy mang chiếc tàu có vét này đi như là lấy bánh bao nhân thịt nhờ chó. Có khả năng là một đi không trở lại. Lục Trần lắc đầu nói, những thứ này đương nhiên là không tính. Những thứ này cũng đều chỉ là do chúng tôi dùng máy móc để quan sát được. Thật ra từ khi chúng ta mới rời khỏi trái đất tôi đã có suy nghĩ này rồi. Liệu có hay không một nền văn minh ngoài hành tinh lớn mạnh hơn đang khống chế vận mệnh của nhân loại chúng ta? Sự xuất hiện của virus D khiến chúng ta không thể không rời khỏi hành tinh mẹ. Khi chúng ta phát hiện ra đoàn chiến hạm của Lam Tộc, tôi lại một lần nữa nảy sinh ra suy nghĩ này. Bởi vì lúc đó chúng tôi biết có một nền văn minh lớn mạnh hơn đã sử dụng thủ đoạn sụp đổ không gian để hủy diệt chiến hạm của Lam Tộc. Mới không khiến nhân loại chúng ta bị Lam Tộc xâm lăng từ hàng ngàn năm trước. Bây giờ chúng ta vừa mới an cư ở hành tinh này, cũng chuẩn bị xây dựng coi nơi này là hành tinh mẹ của nhân loại. Nhưng đúng lúc này chúng tôi lại phát hiện ra mảnh vỡ sao nơ chuẩn bị đâm vào hành tinh này. Điều này cũng giống như virus D vậy đều là muốn đuổi nhân loại ra khỏi hành tinh mẹ. Bước chân vào trong hành trình lang bạt trong vũ trụ. Thế này cũng quá trùng hợp rồi. Cho nên, cũng không chắc chắn có mảnh vỡ sao nơ trông. Phải biết rằng dựa trên lý luận khoa học của chúng ta, mảnh vỡ sao nơ trông là thứ không thể tồn tại. Vậy thì liệu có khả năng là do có nền văn minh ngoài hành tinh nào muốn xâm chiếm hành tinh mẹ của chúng ta, muốn chiếm đoạt hành tinh phù hợp với sự sống, cho nên mới nghĩ ra cách để đuổi chúng ta đi không? Cho nên là, Lục Trần quyết đoán nói, lần này nhất định tôi phải đích thân nhìn thấy sự tồn tại của mảnh vỡ sao nơ trông mới được. Anh nghi ngờ rất có khả năng là có một nền văn minh cấp cao hơn đang sử dụng thủ đoạn lừa gạt. Mặc dù bây giờ anh vẫn không biết đối phương vì sao phải làm như vậy. Nhưng anh dám khẳng định, trong bóng tối, nhất định có một nền văn minh cao cấp ở một nơi nào đó đang âm thầm quan sát sự phát triển của nhân loại. Nói không chừng hai lần bị bức phải rời đi đều là do nền văn minh đó dở trò. Cho dù thế nào thì lần này cũng đã phân tích ra được quỹ tích của mảnh vỡ sao nơ trông này rồi. Anh không muốn bỏ qua cơ hội này. Anh nhất định phải đích thân nhìn thấy mảnh vỡ sao nơ trông trông như thế nào. Hơn nữa, anh cũng tin rằng nếu như thật sự có thể quan sát mảnh vỡ sao nơ trông trong khoảng cách gần, thì chắc chắn có thể khiến thiên văn học của nhân loại có một bước tiến mới to lớn. Trong thời đại bước vào vũ trụ, khoa học thiên văn vô cùng quan trọng. Các phân tích thiên văn học đều có thể quyết định tương lai của con người đây cũng là lý do lục trần muốn phái tàu covet để đích thân đi quan sát sao neutron ở khoảng cách gần kế hoạch này gọi là kế hoạch observer viện khoa học và quân sự nội trong một ngày nhất định phải hoàn thiện xong kế hoạch này lục trần nhìn mọi người rồi nói nội dung của kế hoạch observer thật ra rất đơn giản chỉ là phái một chiếc tàu covet trực tiếp đi quan sát sao neutron dùng cách nhanh nhất để đến được khoảng cách giữa mảnh vỡ sao neutron và trái đất mới dùng thiết bị cự ly gần nhất hoặc là trực tiếp dùng mắt thường quan sát sự tồn tại của mảnh vỡ sao nơ neutron. Lần này đi là để xác nhận mảnh vỡ sao neutron đó liệu có phải là một sự giả mạo lừa gạt hay không. Đồng thời cũng có thể lần đầu tiên trên góc độ thực tiễn để kiểm chứng sự tồn tại của mảnh vỡ sao neutron, chứ không còn phải dựa trên những lý luận và giả thuyết của các nhà vật lý học. Với khoa học kỹ thuật hiện nay của nhân loại, chỉ cần ở một khoảng cách đủ gần là có thể phán đoán trực quan mảnh vỡ sao neutron này là thật hay là trò lừa gạt. Đây cũng là lý do vì sao Lục Trần lại cố chấp như vậy. Bởi vì anh muốn nhân cơ hội này để giải thích những nghi vấn trong lòng mình. Quân đội tuân lệnh. Viện khoa học nhận lệnh. Đỗ Phi và Đinh Đại Thành đồng thời lên tiếng. Kế hoạch này có hai điểm khó khăn. Thứ nhất là vấn đề về thời gian. Đầu tiên là mảnh vỡ sao nơ thông trong 3 năm nữa sẽ đâm vào bên trong hàng tinh. Sau khi chúng ta quan sát xong còn phải tiến hành các loại thực nghiệm và mô phỏng. Tất cả những việc này đều tuyệt đối không phải trong thời gian một, hai năm là có thể giải quyết xong được. Thứ hai là khoảng cách, thực ra cũng có liên quan đến vấn đề thời gian. Mảnh vỡ sao nơ thông trong 3 năm tới sẽ đâm vào trong hành tinh, nhưng khoảng cách hiện giờ của nó vẫn cách hành tinh rất xa. Thời gian 3 năm cũng là đã tính cả tốc độ di chuyển của nó vào nữa. Cho nên muốn tàu Observer đến được chỗ mảnh vỡ sao nơ trong thời gian ngắn sau đó lại quay về hành tinh Proxima Centauri B đồng thời còn phải cho hành tinh Proxima Centauri B đủ thời gian để phản ứng bất luận là quay trở lại hay là nghĩ ra cách giải quyết thì chuyến đi này cũng vẫn có khoảng cách quá xa cho nên bây giờ tất cả đều phải giành giật từng giây một vì thế tôi hy vọng hai bộ phận các anh nắm chắc thời gian không được có bất cứ do dự hay dây dưa kéo dài nào lục chân nhìn đinh đại thành và đỗ phi nói hai người đều nghiêm túc gật đầu được rồi hai người đi sắp xếp trước đi những chuyện tiếp theo hai người không cần có mặt đến lúc đó xem báo cáo là được Lục Trần phất tay ra ý cho Đinh Đại Thành và Đỗ Phi đi làm việc của họ trước. Sau khi hai người đi khỏi, Lục Trần đánh mắt nhìn những người còn lại trong phòng họp. Vậy thì bây giờ chúng ta gác chuyện mảnh vỡ của sao nơ lông sang một bên. Đó là chuyện mà quân đội và viện khoa học sẽ sắp xếp. Cho dù mảnh vỡ sao nơ lông là thật hay không chúng ta cũng đều phải coi nó là thật để xử lý ứng phó. Vậy thì trong hai năm rưỡi tới đây, công việc trọng tâm của chúng ta chắc chắn sẽ xảy ra việc chuyển rời. Tôi tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay tất cả các hạng mục công trình kiến trúc đều dừng lại, toàn lực khai thác tài nguyên năng lượng. Thậm chí không cần suy tính đến việc có phá hoại đến cân bằng hệ sinh thái hay không. Chúng ta bắt buộc phải thu thập được nhiều vật tư hơn trong hai năm giữa này. Như vậy chúng ta mới có nhiều thời gian hơn để đi tìm một địa cầu mới được. Lục Trần Đĩnh Đạc nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nguồn tài nguyên khoáng sản của Proxima Centauri B cực kỳ phong phú. Khu vực thành phố công nghiệp này tọa lạc đều rất giàu sắt than đá, đồng, chì và các loại kháng sản quý hiếm khác. Đồng thời còn có một con sông lớn chảy qua toàn bộ khu vực, mà con sông này chính là con sông chảy thẳng vào vùng đồng bằng phù sa của thủ đô. Nhiều yếu tố cho thấy đây sẽ trở thành nơi tập trung công nghiệp nặng quan trọng nhất của nhân loại trong tương lai. Các công trình kiến trúc ở đây cũng tập trung vào các phương diện như tinh luyện kim loại, chế tạo và gia công, trong đó quan trọng nhất là nền tảng chế tạo tàu chiến không gian. Nhưng bây giờ nhân loại không thể không khai thác hết công suất, Điều này rất có thể sẽ phá hoại toàn bộ cân bằng hệ sinh thái của Lôi Châu. Nhưng Lục Trần làm sao còn quan tâm được nhiều đến thế? Mọi người đều gật đầu, không có bất cứ dị nghị nào với quyết sách này của Lục Trần. Cả hàng tinh sắc bị hủy diệt rồi, nhân loại cũng bắt buộc phải rời đi, ai còn quan tâm đến cân bằng sinh thái ở nơi này nữa chứ? Sau khi từng mệnh lệnh được ban bố ra, ai ai cũng đều hoang mang. Vô số các công trình đều bị buộc phải dừng lại, điều này khiến dân chúng không hiểu nhưng rồi chính phủ lại nhanh chóng thông báo một hạng mục mới, toàn lực khai thác khoáng sản. Điều này khiến sự kích động trong lòng dân chúng được ổn định lại. Có điều mọi người vẫn không ngừng suy đoán. Thậm chí có người còn chắc nịch khẳng định rằng trong nội bộ chính phủ phát sinh mâu thuẫn cực lớn mới dẫn đến những công trình kiến trúc đều bị dừng lại. Lục Trần không biết đến những chuyện này. Lúc này anh đang phê duyệt một bản báo cáo trong văn phòng. Bản báo cáo này là do con gái của anh Lục Kỳ Kỳ trình lên. Đây là báo cáo liên quan đến bản cải tiến của thiết bị đẩy ion lớn. Bản cải tiến của thiết bị đẩy ion lớn lần này đã hoàn toàn loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn của bản gốc, cũng chính là những khuyết điểm như tính không ổn định hay tiêu hao năng lượng quá cao. Bản cải tiến thiết bị đẩy ion lớn gần như đã thay đổi 80% so với nguyên mẫu, nhưng có thể vận hành ổn định trong thời gian rất dài. Hơn nữa mức độ tiêu hao năng lượng giảm đáng kể, tóm lại đây đã trở thành một bản thiết bị đẩy ion hoàn toàn đạt tiêu chuẩn rồi không những có thể ứng dụng lên tàu observer mà thực sự còn có thể tiến hành cải tạo trên cả tàu hy vọng nữa giá trị rất khó để đánh giá dựa trên những đánh giá của các nhà khoa học khác đây ít nhất đã là khoa học kỹ thuật giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư rồi thật không ngờ lục kỳ kỳ con nhỏ tuổi như vậy mà đã nghiên cứu ra được lý luận khoa học kỹ thuật tuyến đầu như vậy tiếp theo chỉ cần chế tạo ra máy gia tốc ion lớn là căn bản có thể kiểm nghiệm tính hợp lý và tính thực tế của lý luận này không hồ là con gái của bố Lục Trần vừa xem báo cáo vừa vô cùng mãn nguyện trong lòng, vì máy gia tốc ý ông lớn này là một bản nâng cấp chất lượng của khoa học kỹ thuật, vậy mà lại được Lục Kỳ Kỳ nghiên cứu ra. Điều này khiến Lục Trần có chút không dám tin. Bố, con muốn tham gia vào kế hoạch tàu Observer lần này, con muốn được tận mắt quan sát mảnh vỡ sao nơ công này. Đúng lúc này Lục Kỳ Kỳ đột nhiên đến trước mặt anh nói. Không được. Nghe Kỳ Kỳ nói vậy, sắc mặt Lục Trần đột nhiên biến sắc nói con có biết chuyến đi lần này có bao nhiêu nguy hiểm không? Không ai biết được vật chất của sao nơ thông rốt cuộc là cái gì, cũng không ai biết sau khi tiếp cận rồi sẽ có những nguy hiểm gì. Thậm chí nói không chừng con trực tiếp bị nó hút vào trong thành thịt nát xương tan. Bố tuyệt đối không cho phép con tham gia vào kế hoạch này. Bố, con cũng không phải đến để cầu xin bố đâu. Kỳ kỳ cười tinh quái, ngồi xuống bên cạnh lục trần. Bố cũng biết máy gia tốc ý ông lớn này là do con nghiên cứu ra hơn nữa trên tàu Covet thực hiện chuyến đi quan sát sao nơ lông lần này có rất nhiều kỹ thuật quan trọng mà con là người nắm rõ nhất thậm chí có mấy nhóm mật mã đều là do con thiết lập lục kỳ kỳ bộ dạng dương dương đắc ý nói con bé này sao lại bướng bỉnh thế kế hoạch này đầy rẫy những biến số tính nguy hiểm cũng lên đến cực điểm hơn nữa cho dù bố có đồng ý thì mẹ con cũng sẽ đồng ý sao nếu như bố để con đi mẹ con không đánh chết bố mới lạ lục trần kiên định lắc đầu Nhiệm vụ có tính nguy hiểm quá cao như vậy, đương nhiên anh không thể để con gái mình tự tìm vào chỗ nguy hiểm được. Bố, bố đã nói kế hoạch này đầy rẫy những nguy hiểm thì bố càng phải để con đi chứ." Kỳ trước mắt một cái rồi nói. "Tại sao?" Lục chân nhìn con gái có chút không hiểu. "Bố là lãnh tụ của nhân loại, đồng thời cũng là một nhà khoa học kiệt xuất, nếu như kế hoạch này nguy hiểm như vậy thì bố càng phải làm gương, đích thân đi quan sát có đúng không ạ?" nhưng rõ ràng vẫn có rất nhiều chuyện còn đang đợi bố sắp xếp điều hành, cho nên chắc chắn bố không thể đi được. Vậy thì thân làm con gái của bố, đồng thời cũng là một nhà khoa học kiệt xuất của nhân loại, con có phải cũng nên đứng ra thay bố làm việc này không? Lục Trần nhíu mày, lại nghe kỳ kỳ nói tiếp, đúng rồi, nói đến trách nhiệm với xã hội loài người thì còn càng nên phải đi. Nếu như phát hiện ra trên mảnh vỡ của sao nơ lông có sự tồn tại của vũ khí vậy thì với năng lực và kiến thức của con con càng có được những những thông tin quan trọng từ đó hơn. Bố! Bố đừng quên con là nhà thiên văn học kiệt xuất nhất hiện giờ đó nha. Lục Trần không nói gì, ý của kỳ kỳ anh hiểu, nhưng kỳ kỳ là cô con gái duy nhất của anh, cho dù anh có hiểu thì cũng không thể quyết định được. Chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa, bố đã sắp xếp đủ người rồi. Lục Trần vẫn lắc đầu. Bố! Thì như con quên nói với bố một điều là con vẫn chưa đưa ra phần nòng cốt của bản cải tiến thiết bị đẩy ion lớn này, nếu như bố muốn có thì trước mắt cứ dùng sản phẩm thử nghiệm này đi vậy. Không có kỹ thuật nòng cốt thì bố vẫn chỉ tạo ra thiết bị đẩy ion lớn bản cũ mà thôi. Nói xong, Kỳ Kỳ đứng lên quay người đi ra ngoài. Lục chân sững người, thật sự rất tức giận. Anh đập mạnh một cái xuống bàn khiến đồ vật trên mặt bàn rơi xuống dưới đất, hai người lính ngoài cửa lập tức đi vào bọn họ đều kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng trong phòng làm việc. Không có gì. Lục Trần xua tay, hai người mới đóng cửa lại đi ra ngoài. Kỳ kỳ lại quay người lại cười một cái thật ngọt, tinh nghịch nói với Lục Trần. Bố, con biết bố không nỡ đánh con. Cho nên bố để con uy hiếp bố một lần này đi, dù sao kỹ thuật trọng tâm ở trong đầu con, bố cũng không thể đập vỡ đầu con ra để xem đúng không. Con cứ qua được cửa của mẹ con và ba ngoại con đi rồi hãy nói một lúc lâu sau sự tức giận trên gương mặt lục trần mới dịu xuống nhìn nụ cười nghịch ngợm và tràn đầy sự tự tin của con gái lục trần thật sự không nỡ lòng nào từ chối yêu cầu của cô bố hay quá không hồ là bố của con sau khi quay về con nhất định sẽ đích thân chế tạo ra mái gia tốc y ông lớn này ti cười rồi rời khỏi phòng làm việc của lục trần thật ra cô đã nói chuyện này với mẹ và bà ngoại mình rồi chỉ là cô chưa nói với họ về tính nguy hiểm của kế hoạch này mà thôi Lục Trần bĩ môi không nói gì, sau đó gọi điện cho Trần Sơ Nhiên. Gọi Lam Linh và Từ Kinh đến đây. Nói xong liền cúp máy. Trần Sơ Nhiên là trợ lý của anh, phòng làm việc ngay bên ngoài phòng làm việc của anh. Mười phút sau, Lam Linh và Từ Kinh lần lượt đến văn phòng của Lục Trần. Lam Linh bây giờ cũng là chỉ huy thứ hai của bộ phận lính đặc chủng quốc phòng. Từ Kinh được Lục Trần bổ nhiệm làm thống lĩnh thân vệ binh. Chức vụ này giống như với chức vụ Thống lĩnh Cấm quân của hoàng cung ở thời cổ đại vậy, là quân đội thân tín của hoàng đế, ngoài hoàng đế ra không ai có thể điều động được đội quân này. Chức vụ hiện tại của Từ Kinh cũng giống như thống lĩnh đội quân đó, phụ trách sự an toàn của thủ phủ của quốc gia mới. Từ Kinh lúc này đã là bố của ba đứa con rồi, nhưng trên gương mặt của cậu ta dường như không nhìn ra được sự thay đổi của tuổi tác là mấy. Chỉ là trải qua hơn 10 năm sương gió, trông cũng có vài phần cảm giác trải đời hơn. Nguyên thủ nguyên thủ hai người đều cúi đầu chào lục trần lục trần gật đầu ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống lúc này trần sư nhiên mang vào cho người bọn họ ly trà kế hoạch tàu observer hai người chắc đã biết rồi chứ lục trần hỏi hai người gật đầu là thế này con gái tôi nó cứ nhất định đòi đi quan sát sao nơ trông hai người cũng biết kế hoạch này nguy hiểm thế nào đầy dẫy những biến số không biết trước được cho nên tôi muốn đích thân hai người đi theo nó Lục Trần trực tiếp nói ra mục đích của anh. Cho dù là Từ Kinh hay là Lam Linh, lúc này đều là những cường giả tuyệt thế của nhân loại. Có hai người đích thân ở bên cạnh anh cũng yên tâm hơn chút. Mặc dù dưới sức mạnh to lớn của sao nơ tông kia thì ngay đến anh cũng không có bất cứ hy vọng sống sót nào. Nhưng có hai người đi theo thì suy cho cùng vẫn an toàn hơn một chút. Hơn nữa Lục Trần để Từ Kinh và Lam Linh đích thân ra mặt là cũng có dự tính của anh. Anh biết tính cách của con gái mình, giống với anh năm 20 tuổi quật cường, bướng bỉnh. Nếu như đến lúc cô nhất định phải mạo hiểm thì những người khác căn bản không thể ngăn được. Nhưng Từ Kinh vẫn luôn là vệ sĩ của Kỳ Kỳ, Lam Linh cũng là bậc trưởng bối của Kỳ Kỳ. Hơn nữa với mối quan hệ giữa hai người và Lục Trần thì vào thời khắc quan trọng có thể không để Kỳ Kỳ làm liều. Vâng, hai người đều gật đầu, không có bất cứ ý kiến nào. Lục Trần có ơn với Từ Kinh, mệnh lệnh của Lục Trần trước nay cậu ta chưa từng phản bác. Còn Lam Linh, Mối quan hệ giữa Lam Linh và Lục Trần có thể nói là từ kẻ thù trở thành bạn tốt, mặc dù có hơi chút phức tạp nhưng cô cũng không cãi lại mệnh lệnh. Quan trọng hơn là Kỳ Kỳ là con gái của Lục Trần, cô càng phải dốc 200% sức lực để bảo vệ cho Kỳ Kỳ. Vậy vất vả cho hai người rồi, đúng rồi, nhất định phải nhớ. Một khi xảy ra bất cứ nguy hiểm nào phải lập tức rời đi, dù sao chuyến đi này, hai người mới là những chỉ huy cao nhất, tất cả mọi người đều phải nghe mệnh lệnh của hai người. Lam Linh quyết định từ kinh hỗ trợ, Lục Trần căn dặn, hai người kiên định gật đầu sau đó rời khỏi phòng làm việc. Lịch sử nhân loại 20 năm, tính từ năm nhân loại rời khỏi trái đất là năm đầu tiên. Từ sau khi con người đến được địa cầu mới hành tinh Proxima Centauri b, thời gian thấm thoát đã được 3 năm rồi, cũng đã được 1 năm sau khi phát hiện ra mảnh vỡ của sao neutron. Đồng thời phi thuyền vũ trụ Observer cũng đã xuất phát được 1 năm rồi phi thuyền vũ trụ Observer là một tàu có vét của phi thuyền hy vọng. Đầu tiên là xoay quanh hành tinh Proxima Centauri B để tăng tốc. Tiếp theo là dựa vào lực hấp dẫn của hành tinh để tăng tốc. Cuối cùng khiến tốc độ của phi thuyền vũ trụ Observer gần đạt đến tốc độ ánh sáng rồi tiến vào hành trình nhảy vọt. Bởi vì mảnh vỡ sao nơ lông quá nhanh, đã gần với vận tốc ánh sáng rồi. Cho nên trong thời gian một năm thực hiện hành trình nhảy vọt, phi thuyền Observer trên thực tế đã không còn cách quá xa sao nơ nữa rồi. Lúc này để quan sát tốt hơn mảnh vỡ sao neutron, tàu Observer không thể không ra khỏi hành tình nhảy vọt, hơn nữa cũng phải giảm tốc độ xuống chỉ còn 0.8 lần so với tốc độ ánh sáng. Thế nào rồi Kiki? Phi thuyền Observer vẫn có thể chịu được phạm vi trọng lực của sao neutron chứ? Từ kinh nhìn Kiki dẫn theo một nhóm nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứu hí hoáy đùa nghịch một số thiết bị thăm dò ở đây, cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được mà hỏi: "Cậu ta ghi nhớ lời của Lục Trần từng giờ từng khắc." cho dù thế nào cũng không thể để nguy hiểm cận kề. Mà càng gần mảnh vỡ sao nơ trông, chắc chắn càng nguy hiểm. Cho nên cậu ta phải tuyệt đối giữ tỉnh táo và cảnh giác. Là con gái của Lục Trần, còn là một nhà khoa học kiệt xuất, dường như là nhân vật quốc bảo rồi, không cần thiết phải tham gia vào hành động lần này. Nhưng chẳng thể ngăn cản được niềm đam mê nghiên cứu khoa học của cô, Lục Trần chỉ đành để cô đi. Hơn nữa, lúc đó Lục Trần cũng biết đối với một nhà thiên văn học mà nói, có thể tận mắt quan sát các vật chất tinh thể ở cự ly gần có lẽ không có nhà khoa học thiên thể nào có thể từ chối trước sức hấp dẫn này nói thật lòng nếu như anh không phải là lãnh tụ của nhân loại thì anh cũng phải đích thân đi cho nên anh chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của kỳ kỳ đương nhiên việc này cũng khiến không ít người thán phục và yêu mến cô đều rất bất ngờ với hành động này của cô cho dù là bố của cô hay là bản thân cô cũng đều không tiếc mạo hiểm tính mạng của mình vì tương lai và sự phát triển của nhân loại Tinh thần này là tinh thần mà nhân loại rất cần. Vẻ mặt của kỳ kỳ lúc này đầy sự kỳ quái. Sau khi quan sát một lượt số liệu, cô quay lại nói với từ kinh, chú từ, cháu cảm thấy rất kỳ quái. Thật sự rất kỳ quái. Hả? Sao vậy? Có phải là quá nguy hiểm không? Từ kinh vội vàng đứng lên hỏi. Lam Linh bên cạnh cũng nhanh chóng cảnh giác nhìn kỳ kỳ. Nếu như thật sự có gì đó nguy hiểm cô lập tức sẽ hạ lệnh quay tàu về Toshima Centauri B ngay. Chiếc phi thuyền này do đích thân cô điều khiển, đây cũng là để đảm bảo nhà khoa học kỳ kỳ không thể làm gì liều lĩnh được. Không có không có, chú từ, chú đừng căng thẳng như vậy. Cháu đang nói số liệu nghiên cứu có chút kỳ lạ. Kỳ kỳ thấy vẻ mặt căng thẳng của từ kinh thì có chút buồn cười, nói. Dựa trên nguyên tắc mà nói trọng lượng của mảnh vỡ sao nơ thông này phải cực kỳ lớn. Trọng lượng tương đương khoảng với một phần một nghìn của một hệ hành tinh. Chiếu theo khoảng cách hiện tại của chúng ta mà nói, chỉ cách nó khoảng đúng 100 km, phi thuyền Observer đáng lẽ đã phải bị lực hấp dẫn xung quanh của nó kéo vào rồi chứ, nhưng tại sao? Sao vậy? Lúc này ngay đến một đám võ giả đặc trùng phía sau Lam Linh cũng không nhịn được mà vội vàng hỏi. Tiki lại lắc đầu nói, phi thuyền của chúng ta không bị bất cứ lực hút nào tác động. Đơn giản mà nói dường như chúng ta đang ở giữa không gian vũ trụ mênh mông trống trải, không hề giống như đang lại gần bất cứ tinh thể nào nhưng cho dù là hệ thống thám chắc điện từ hay là hệ thống thám chắc viễn vọng xạ điện kiểu cũ cũng đều hiển thị sự tồn tại của mảnh vỡ sao neutron. Điều này quá kỳ quái rồi. Sắc mặt của Lam Linh hơi thoáng có chút hứng thú, nhưng lại nhanh chóng quay về vẻ mặt thường ngày của cô, một vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng. Cô trầm tư một chút rồi nói, kỳ kỳ, cháu thử nói xem liệu có khả năng những điều bố cháu nói là thật không. Dì Lam, bố cháu đã nói những gì ạ? À? Kỳ kỳ không hiểu nhìn Lam Linh. Bố cháu nói bố cháu hoài nghi mảnh vỡ sao nơ lông trên thực tế không hề tồn tại. Chúng ta chỉ đang bị một nền văn minh cao cấp khác lừa gạt mà thôi. Dừng một chút. Lam Linh lại giải thích. Bố cháu còn nói. Bố cháu nghi ngờ có nền văn minh cao cấp nào đó đang đang âm thầm trong bóng tối khống chế hoặc giám sát chúng ta. Không để cho chúng ta được phát triển mãi mãi trên hành tinh mẹ. Bởi vì bố cháu nói phát triển trên hành tinh mẹ. Tốc độ phát triển văn minh khoa học kỹ thuật rất chậm. Nhưng nếu như chúng ta tiến vào vũ trụ lưu vong tìm kiếm sự sống thì các nguy hiểm trong không gian vũ trụ sẽ không ngừng kích thích tiềm năng của con người. Dẫn đến khoa học kỹ thuật của con người càng ngày càng mạnh, văn minh khoa học kỹ thuật càng ngày càng cao. Đương nhiên đây cũng chỉ là phòng đoán của bố cháu, lần này anh ấy nhất định phải thực hiện kế hoạch nhà quan sát này cũng là để chứng thực những điều anh suy đoán có phải là thật hay không. Nghe Lam Linh giải thích, nhóm người kỳ kỳ tất cả đều rơi vào sự trầm tư. Trong viện khoa học chỉ có duy nhất Đinh Đại Thành có tư cách tham dự cuộc họp, cho nên mấy nhà khoa học như Kỳ Kỳ đều không biết những lời mà Lục Trần đã nói trong buổi họp đó. Nghi ngờ này của bố cháu trước đây cháu đã từng nghe qua rồi, nhưng cháu vẫn luôn cảm thấy ông ấy có chút thần kinh. Những thứ khoa học lại bị ông ấy nói như vậy, giống như mấy thứ viễn tưởng vậy. Kỳ Kỳ lưỡng lự một chút rồi bắt đầu thảo luận với các nhà khoa học và những nhân viên nghiên cứu. Đối với những kiến thức chuyên ngành mà bọn họ thảo luận, từ kinh nhìn Lam Linh hai người đều lắc đầu giả ý nghe không hiểu gì cả điều này cũng chẳng lạ hai người họ một người xuất thân từ nhà lính một người xuất thân từ kinh doanh đối với những số liệu và các tham số này đừng nói là nghe mà cho họ xem họ cũng không hiểu một nhà khoa học nói trước đây tôi cũng vẫn luôn không thể chấp nhận được với phỏng đoán này của nguyên thủ nhưng đến bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng rất có khả năng dù sao lực vạn vật hấp dẫn không thể lừa người được nếu như phi thuyền observer không bị ảnh hưởng bởi bất cứ lực hấp dẫn nào Vậy thì có lẽ ở đây thật sự không có gì. Lúc này phi thuyền vũ trụ Observer đã cách hệ hành tinh của địa cầu mới Proxima Centauri B vô cùng xa rồi. Hơn nữa trước đó tại đây phi thuyền Observer đã vượt qua một vành đai hỗn độn các hành tinh nhỏ, đó chính là đám mây ót o -o -o của chòm sao Nhân Mã. Cho thấy bọn họ đã rời xa cả chòm sao Nhân Mã rồi, đã không phải chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào từ lực hấp dẫn của nó nữa. Đồng thời Phi thuyền vũ trụ Observer cũng chỉ cách mảnh vỡ sao neutron khoảng 100 km. Theo lý mà nói thì đã phải chịu sự ảnh hưởng sức hấp dẫn của nó rồi mới đúng, nhưng lại không có. Hơn nữa khoảng cách như vậy không phải mắt thường có thể thấy được, thêm nữa mảnh vỡ sao neutron lại không phát sáng, cũng không có đủ ánh sáng từ các ngôi sao để phát hiện ra vị trí của nó. Cho nên muốn quan sát được nó lại càng khó khăn hơn. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến phi thuyền Observer trên thực tế không thể tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của mảnh vỡ sao nơ thông. Điều này có chút không bình thường, thậm chí còn rất kỳ lạ. Cho nên nhà khoa học đó mới cảm thấy phỏng đoán trước đó của Lục Trần có khả năng là sự thật. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Lam Linh. Cô mới là hạm trưởng của phi thuyền vũ trụ Observer này, cũng là người quyết định hành động của phi thuyền Observer lần này. Lúc này mặc dù đã căn bản xác nhận không có sự tồn tại của lực hút nào, chỉ có tình hình dựa trên thông tin cho thấy cho nên có thể rời khỏi nơi này để quay về Proxima Center VB rồi. Có điều nói tóm lại, hành động lần này cũng không hoàn toàn trọn vẹn. Cho nên bọn họ muốn xem Lam Linh sẽ quyết định thế nào. Tiếp tục đi tiếp. Hay là lập tức quay về. Đối mặt với vấn đề này, Lam Linh cũng có chút do dự. Một bên là kết quả mà Lục Trần mong muốn. Mà bên kia lại là phải bảo vệ an nguy cho mọi người. Đặc biệt là Lục Kỳ Kỳ. Cô ta tuyệt đối không thể để Kỳ Kỳ gặp phải nguy hiểm hay thương tổn. Cảm giác kỳ lạ quá. Hiện giờ chúng ta ở trên Observer rất an toàn, về cơ bản thì không có nguy hiểm gì cả. Nhưng phía bên đó cô chỉ về phía mảnh vỡ sao neutron. Tiếp tục nói, phía bên đó cảm giác rất nguy hiểm. Là cảm giác nguy hiểm khó diễn tả bằng lời ấy ạ. À. Như thể một quả bom hạt nhật có thể nổ bất cứ lúc nào vậy. Tóm lại nó nguy hiểm tới mức có thể hủy diệt chúng ta bất cứ lúc nào mọi người xung quanh đều yên lặng bọn họ không hiểu rốt cục thế này nghĩa là làm sao đầu tiên là khi tới gần mảnh vỡ của nơ rông rồi cũng không hề có phản ứng trọng lực điều thứ hai là kỳ kỳ cảm thấy nguy hiểm có lẽ nào nguồn gốc của thông tin kia là từ một hạm đội ngoài hành tinh đám người lam linh cũng nhìn về phía mảnh vỡ của nơ rông chỉ là một mảnh trời đêm tối om nhưng sắc mặt của lam linh cũng nhanh chóng thay đổi tôi cũng loáng thoáng có cảm giác này. Liệu có phải, bên đó thật sự có một mảnh của nơ thông thật sự đang bay về phía chúng ta không nhỉ? Lam Linh còn chưa nói gì, Từ Kinh lại đột nhiên lên tiếng. Sau đó, Lam Linh nhìn về phía Từ Kinh. Hai người có thể thấy được sự khiếp sợ trong đôi mắt đối phương. Thực ra cũng có vài nhà khoa học gật đầu tán đồng. Điều có thể xác định được ở đây là, bất kể phía trước có phải mảnh vỡ của nơ thông hay không, thì cũng đều chắc chắn là có nguy hiểm vài nhà khoa học lên tiếng tiki cẩn thận ngẫm nghĩ cô nhìn về phía lam linh đột nhiên lên tiếng gì lam hay là chúng ta để cho observer cẩn thận đến gần mảnh vỡ neutron nếu phát hiện có trọng lực thì chúng ta lập tức dừng lại hoặc lùi về phía sau chúng ta có thể giảm tốc lại sau đó mở toàn bộ động cơ tiến vào hành lang gấp khúc ở thời khắc mấu chốt tình trạng như vậy thì khả năng gặp nguy hiểm có lớn không lam linh nhìn kỳ kỳ dưới tình huống bình thường chỉ cần chúng ta tiến vào hành trình nhảy vọt đúng lúc thì xác suất bị lực hút của neutron bắt được sẽ không cao nhưng chúng ta vẫn còn hiểu biết quá ít về neutron nó có để chúng ta tiến vào hành trình nhảy vọt hay không đây chuyện này không ai rõ được nhưng mà vì sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật của nhân loại chúng ta hoặc là xác nhận trực tiếp điều mà bố cháu đoán cháu cảm thấy chúng ta cần phải mạo hiểm lần này có lẽ đây chính là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ của nhân loại chúng ta kỳ kỳ lại nói tiếp lời của cô khiến vài nhà khoa học gật đầu có cơ hội thế này cho dù biết là có nguy hiểm thì bọn họ cũng muốn đi mạo hiểm một lần bọn họ chính là một đám người điên cuồng như vậy đấy cho dù biết rõ phía trước là rừng đao biển lửa chỉ cần có thể có được chân tướng bọn họ cũng sẽ không hề chùn bước mà tiến lên tìm kiếm nó y từ kinh và nam linh không phải là nhà khoa học nhưng cũng biết tinh thần nay của bọn họ chỉ là không hiểu vì sao những lúc thế này hẳn là bọn họ nên phản đối đề nghị của Kỳ Kỳ mới phải chứ. Vậy nhưng, hai người bọn họ nhìn nhau một cái, trong mắt cùng xuất hiện sự do dự. Họ vẫn nhớ rõ lời dặn của Lục Trần, nhưng lúc này lại bị lời nói của Kỳ Kỳ thuyết phục. Sau khi tiếp tục được tiếp xúc với khoa học kỹ thuật của Lam tộc, bọn họ hiểu rõ rằng, trong vũ trụ, công nghệ của con người vẫn còn vô cùng lạc hậu. Hơn nữa, hiện giờ bọn họ cũng không thực sự chắc chắn được là phía trước có ngôi sao chết nào không. Nếu cứ thế quay về thì rõ ràng là không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì nhân loại lại phải rời khỏi Proxima Centauri B, tiếp tục lưu lạc ngoài vũ trụ ư? Hay là cứ mặc kệ chuyện này, tiếp tục phát triển tại đây như bình thường? Tiếp tục tiến về phía trước đi. Ít nhất chúng ta phải biết ở bên đó có mảnh vỡ Neutron không rồi mới quay về được. Sau một hồi yên lặng, Lan Linh siết nắm tay và nói: "Nếu cô ta hạ lệnh, những người còn lại đương nhiên cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh này thôi." Mà nói qua cũng phải nói lại, ai không có tính tò mò cơ chứ? Bí mật lớn nhất còn ở ngay trước mắt. Rốt cục là có mảnh vỡ của hành tinh nơ tông nào không? Cuối cùng thì nó tồn tại bằng phương thức nào? Tại sao tới gần như vậy rồi mà vẫn không có bất kỳ phản ứng trọng lực nào vậy? Chẳng lẽ đây đúng là màn kịch do người ngoài hành tinh với nền văn minh cấp cao dựng nên? Tóm lại, Observer đã bắt đầu tiếp cận mảnh vỡ. Vì cần phải cẩn thận, Vậy nên tốc độ của cả phi thuyền đã giảm xuống đến chỉ còn đến 50 km trên giây. Một giờ cũng chỉ đi được khoảng 180.000 cây số thôi. Nếu đem so với khoảng cách cả trăm triệu cây số mà nói, tốc độ này thực ra cũng không phải là nhanh. Cứ như vậy, Lam Linh hạ lệnh khởi động toàn bộ động cơ. Tất cả mọi người tập trung chú ý quan sát 24 trên 24. 90 triệu km, 80, 70 vài ngày sau, Observer cách vị trí mảnh vỡ chỉ còn khoảng hơn 6 triệu đã rút ngắn gần một nửa khoảng cách so với ban đầu. Nhưng từ biểu hiện của các dụng cụ đo lường của Observer mà nói, phi thuyền này vẫn không bị trọng lực làm ảnh hưởng chút nào, như thể phía trước chẳng hề có gì cả vậy. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Các nhà khoa học vừa mong muốn mảnh vỡ kia tồn tại, vừa hy vọng nó đừng xuất hiện. Nếu chỉ là tin tức giả thì tốt rồi. Còn về phần các quân nhân và thuyền viên, họ đương nhiên là không hy vọng mảnh gì đó kia tồn tại trên đời. Trong tình trạng như vậy, mọi người đã phải chịu khổ mấy ngày rồi. Cho tới hiện tại, Linh Lanh mới hạ lệnh dừng. Observer tạm dừng chân cách mảnh vỡ nơ tông khoảng 600 km. Mọi người bắt đầu về phòng ngủ nghỉ ngơi, chỉ để lại nhân viên điều khiển, đồng thời sắp xếp vài ca thay nhau làm việc và nghỉ lấy sức. Theo cách nói của Lam Linh thì, mọi người cố gắng nghỉ ngơi, phục hồi thể lực tốt nhất có thể. Vào ngày mai, khi thật sự tới vị trí kia, nhìn là sẽ biết ngay nó có phải mảnh vỡ của sao nơ trông hay không không ai có ý kiến gì về mệnh lệnh này cả đến cả người vô cùng háo hức là kỳ kỳ cũng nghe lời lam linh đi ngủ một giấc trước đã tinh thần liên tục hưng phấn trong vài ngày trời mọi người đúng là có phần mệt mỏi dưới lệnh của lam linh họ bắt đầu đi nghỉ ngơi ngủ lấy sức mãi cho tới ngày kế tiếp khi toàn bộ các nhà khoa học nhân viên nghiên cứu và cả phi hành đoàn đều đã tỉnh táo phấn chấn trở lại lam linh hạ lệnh tăng tốc độ lên một chút bắt đầu tiếp cận mảnh vỡ giờ khắc này lòng mọi người đều tràn ngập chờ mong chân tướng rốt cục là gì đây